Om Oda và ZCOO sắp có 20 đại lý 3S chuẩn toàn cầu ở Việt Nam. Thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng đồng thời công bố lộ trình nâng tổng số đại lý 3S lên tối thiểu 30 trong năm 2025. Toàn bộ hệ thống đại lý sẽ được xây dựng theo chuẩn 3S toàn cầu, mang đến sự an tâm tối đa về dịch vụ sau bán hàng khi mua xe thương hiệu Om Oda và ZCOO tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Om Oda và ZCOO tại Việt Nam đã có 15 đại lý ủy quyền được bổ nhiệm, hiện đang triển khai thi công và sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới. Om Oda và ZCOO cũng chia sẻ thêm, đơn vị đang trong quá trình làm việc với hơn 20 đối tác đại lý khác, nhằm hoàn thiện kênh phân phối và mang lại dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Các showroom của đại lý ủy quyền Om Oda và ZCOO Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu và được trang bị các công nghệ hiện đại nhất nhằm mang lại trải nghiệm độc đáo, tiện nghi, sang trọng tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng khi bước vào đại lý ủy quyền Om Oda và ZCOO bất kỳ sẽ đồng thời được trải nghiệm giải sản phẩm thuộc hai thương hiệu Om Oda và ZCOO. Các sản phẩm được phân phối đầy đủ và đa dạng, bao gồm xe xăng, ICE, xe plug-in hybrid PHEV và xe thuần điện BEV. Đây cũng là điểm khác biệt so với các thương hiệu ô tô khác tại thị trường Việt Nam. Om Oda và ZCOO là hai thương hiệu xe ô tô mới thuộc tập đoàn Chery Automobile, một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc, với doanh số xuất khẩu lớn nhất quốc gia này trong 19 năm liên tiếp, sản lượng xuất khẩu gần 1 triệu xe trong năm 2023, có mặt trên khoảng 90 quốc gia trên toàn thế giới. Om Oda và ZCOO là thương hiệu ô tô toàn cầu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hiện đang có mặt tại 40 quốc gia với tổng số gần 900 đại lý. Các mẫu xe của Om Oda và ZCOO hướng đến thế hệ trẻ, với tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu. Om Oda định vị là thương hiệu xe đề cao tính cá nhân hóa, thời trang và công nghệ, trong khi ZCOO hướng đến phân khúc cao cấp hơn, tập trung vào những khách hàng yêu thích phong cách sang trọng, lịch lãm và đam mê khám phá. Trước đó, đầu tháng 4 năm 2024, tập đoàn ZEOX Singapore và tập đoàn Chery đã chính thức ký kết hợp đồng liên doanh tại Hà Nội. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy tại tỉnh Thái Bình để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Om Oda và ZCOO với công suất 200.000 xe trên năm, tổng đầu tư 800 triệu USD. Trong quá trình xây dựng nhà máy, Om Oda và ZCOO sẽ tiếp cận thị trường Việt Nam bằng hình thức nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Indonesia. Hai mẫu xe dự kiến sẽ ra mắt ngay trong năm nay bao gồm Om Oda C5 và ZCOO Z7. Cả hai mẫu xe đã được Om Oda và ZCOO cho các chuyên gia và nhà báo trải nghiệm tại Hải Phòng. Theo đó, Om Oda C5, chiếc crossover SUV có ngoại thất cá tính với lưới tản nhiệt độc đáo, đường nét hiện đại, với điểm nhấn mâm xe 18 inch. Nội thất xe được thiết kế hiện đại, tiện nghi với màn hình kép 10,25 inch, ghế da cao cấp, nhiều tiện ích như khởi động nút bấm, cửa sổ trời. Om Oda C5 được trang bị động cơ mạnh mẽ với động cơ 1.5 lít tăng áp, hộp số CVT giả lập 8 cấp, dẫn động cầu trước. Trang bị nhiều tính năng tiên tiến như hệ thống ADAS với 17 tính năng thông minh. Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Euro NCAP. Trong khi đó, ZCOO Z7, chiếc SUV cỡ C có ngoại thất ấn tượng với phong cách off-road, lưới tản nhiệt cá tính, đường nét cơ bắp cùng mâm xe 19 inch tạo sự khác biệt. Mẫu xe được thiết kế với nội thất hiện đại, rộng rãi với màn hình kép 12,3 inch, ghế da cao cấp, nhiều tiện ích như khởi động nút bấm, cửa sổ trời toàn cảnh.